Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy khối quý 3 năm 2023 mở rộng. Hội nghị lần này với chuyên đề một số thông tin thời sự trong nước, quốc tế và vấn đề định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới. Qua đó, nhằm kịp thời tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy các tổ chức Đảng, lực lượng báo cáo viên Đảng ủy khối, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường kỹ năng nghiệp vụ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền theo nhiệm vụ được phân công.